Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến video tiếp theo trên kênh của Nhân BB. Ok các bạn ơi, và ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem một con quái vật trong Poppy Playtime Chapter 3. Mấy con này không tính kiền, mấy con này quá bé. Và đây chính là Titan Catnap. Wow, các bạn thấy thế nào? Có đẹp không các bạn ơi? Phải nói là nó quá chất đúng không nào? Yeah, ui. Nhìn cái con Catnap Titan này, mình thấy nó ngầu quá các bạn ơi. Ui, không biết các bạn có thích con này không? Và các bạn ơi, nếu thích con này thì các bạn nhớ bấm cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Và bây giờ thì Nhân BB đang triệu hồi ra một đội quân Haki Wuki. À, chỗ này nó tới khoảng tầm 30 con Haki Wuki luôn các bạn ơi. Đó, nó xếp thẳng hàng luôn. Và bây giờ mình sẽ điều khiển cái con Titan Catnap này. Ui, các bạn thấy chưa? What? Ui, chỉ dùng một chiêu thôi, tất cả Haki Wuki đã tiêu rồi các bạn ơi. Ok, Catnap Titan này mạnh lắm các bạn à. À, ok các bạn nhé. Và đây là cái con Catnap bé tí thì mình không nói làm gì các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ triệu hồi ra một đội quân Poppy Playtime các bạn ơi. Tất cả những con quái vật trong Poppy Playtime đấy, có cả Catnap các bạn ơi. Nhưng mà lần này bọn chúng sẽ phải đấu với này Titan Catnap. Ok các bạn thấy thế nào? Bọn này có thể hạ gục được Titan Catnap hay không? Mình đang phóng cái con Catnap món dài này trở thành một cái con khổng lồ đấy các bạn ơi. Đấy, cho nó đứng ngay ở đây các bạn ơi. Ok, tiếp tục nào. Triệu hồi ra một đội quân Poppy Playtime các bạn nha. Nào, gọi hết tất cả những con quái vật ra để đấu với Titan nào. Các bạn ơi, nhớ theo dõi đến hết video để biết nha. Tất cả những con quái vật trong Poppy Playtime có thể hạ gục được con Titan Catnap mới của mình không nha các bạn nha. Ok, được rồi. Đứng thẳng hàng nào. Và đây, tiếp tục là cái con đây các bạn nhớ. Con một nửa là dog đây, một nửa là Catnap. Còn đây là con Catnap có rất nhiều răng nhọn luôn các bạn ạ. À. Ok, Catnap móm dài nhưng mà nó bị cụt mất cái thân dưới. Ok các bạn ơi, phóng to nó lên nè. Ok, cho nó mạnh hơn đi các bạn ơi, cho nó khổng lồ hơn xem nào nó có thể hạ gục được con Titan của mình không các bạn ơi. Ok, ở bên này thì mình sẽ triệu hồi tiếp ra một đội quân Haki Wuki các bạn ơi. Đó, cứ bình tĩnh các bạn nha. Bây giờ thì Nhân BB sẽ cho các bạn xem sức mạnh của mấy cái con quái vật trong Poppy Playtime này đã các bạn ạ. À. Đó, đầu tiên là cái con Catnap bé tí này. Ok, ok. Catnap bé tí thử cắn Haki Wuki nào. Ui, nó cắn. Ui, nó cắn được Haki Wuki này các bạn ơi. Ui, nó cắn được hai cái mà cũng được hai con Haki Wuki luôn. Chứng tỏ là bọn nó cũng rất là mạnh đúng không nào các bạn ơi. Ok, con này được đấy. Tiếp theo là cái con Catnap to hơn một chút xem nó là như thế nào nào. Nó cắn một phát. Nó cắn một phát cũng hạ gục được một con Haki Wuki này. Ôi, biết rồi, biết bạn mạnh rồi, bạn về chỗ. Rồi, còn tiếp theo nữa. Đấy, bạn đứng thẳng hàng ở đây. Và tiếp theo nữa là con Catnap này thì sao? Đây, Catnap nhiều răng này, xem nó cắn nào. Một phát, hai phát. Bạn ơi, nó cắn 3 phát các bạn ơi. Nhưng mà 3 phát của nó hạ gục được 4-5 con Haki Wuki nữa. Còn tiếp theo con này thì sao? Nào, 1, 2. Con này mạnh hơn. 2 phát thôi hạ gục được 5 con Haki Wuki các bạn ơi. Này. Ok, chính tỏ là bọn quái vật trong Poppy Playtime này khá là mạnh đấy. Chưa kể cái con Titan nha các bạn nha. Ok, được rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đây. Bây giờ mình sẽ nâng cấp nó thành con Titan đã các bạn ơi. Khoan, cứ bình tĩnh. Rồi, đây là nâng cấp Titan. Nâng cấp nó thành Titan là như vậy đó các bạn ạ. Ok, rồi. Ui, cái đuôi của nó này, cái đuôi của nó này các bạn nhìn chưa? Các bạn nhìn cái đuôi của nó chưa? Wow, đỉnh thật sự. Ok, anh Titan Catnap. Ui, nó to quá các bạn ơi, cái sàn đấu của mình kia. Nó đứng nó còn to kiểu như gần hết cái sàn đấu của mình luôn các bạn ạ. Rồi, cho nó bé lại một chút. Đó, chứ nó to quá các bạn ơi. Không ổn lắm các bạn ạ. Nó to như vậy thì ai đấu lại được với nó. Và bây giờ thì thôi được rồi. Bây giờ Nhân BB sẽ triệu hồi ra những cái con tàu thô mát trước nha các bạn nha. Đó, triệu hồi ra những cái con tàu thô mát này, con tàu xe nửa này, để cho cái con Catnap này nó đấu trước các bạn ơi. Ui, các bạn đừng khinh thường mấy cái con tàu này nha. Nó biến hình được đó các bạn ạ. Đó, các bạn xem nào. Đây, nhìn này các bạn, nhìn nó biến hình như này các bạn ơi. Con tàu thô mát này nha. Đấy, ui, khi tấn công mà nó bị biến hình các bạn ơi. Wow, thấy chưa? Một con đã biến hình thành công. Tiếp theo là con tiếp theo này. Con này hai quả. Biến hình thành công rồi nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Ui, wow,
con tàu Thomas thì ngầu quá các bạn ơi. Đó, ui biến hình thành những con quái vật luôn, quái vật tàu Thomas. Ui nào, tiếp tục nào. Boom, đó các bạn thấy chưa, một đội quân tàu Thomas thì nó đã được kiểu như là mình kiểu như là cho nó biến hình thì các bạn à, triệu hồi nó ra rồi. Và bây giờ xem sức mạnh của con Catnap Titan này thế nào. Rồi, nó gầm lên một tiếng. Ôi không, nó gầm lên một tiếng, sau đó nó bay ra ngoài xa kia luôn các bạn ơi. Và tất cả những con tàu Thomas này đã bị hạ gục chỉ bằng một tiếng gầm một con Titan đó. Wow, sức mạnh thật là ghê gớm. Wow, ok, và nó đây các bạn ơi. Sức mạnh của con Titan Catnap này mạnh quá các bạn ạ. Ui, khét đấy. Và bây giờ thì nhân BB sẽ triệu hồi ra tất cả những con quái vật nha các bạn nha, trong Poppy Playtime Chapter 3 để cho bọn nó đấu các bạn ơi. Cũng có rất nhiều những con quái vật đặc biệt và lạ đó, các bạn thấy chưa. Video trên kênh của nhân BB rất là hay luôn, nên là mình mong các bạn đang xem cái video nào của mình, các bạn hãy bấm nút like và bấm nút đăng ký kênh để mình có động lực nha. Các bạn hãy làm thật nhiều video trong dịp hè này cho các bạn xem nha. Ok, mọi người nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo nha. Và các bạn hãy giúp cái video này của nhân BB được 10.000 lượt like và 10.000 nút đăng ký. Mình chỉ mong điều đó thôi, không biết có được hay không, nên là các bạn xem hãy giúp mình nha các bạn nha. Và đó các bạn đi chưa, đây có cả con dốc đây nữa này. Wow, các bạn thấy thế nào, quá hay đúng không nào. Đó, mình đã triệu hồi ra cả một đội quân luôn các bạn ơi. Đấy, có cả cả Catnap màu hồng luôn các bạn ơi. Đấy, và đây các bạn nhìn chưa, con Catnap con cáo đó các bạn ơi. Ui, biến cái con này to lên một chút các bạn ơi. Đó, wow, Catnap kỳ lân luôn. Ý, Haki Huki. Bây giờ đến lượt triệu hồi Haki Huki ra các bạn ơi. Đó, đó, các bạn thấy chưa. Tiếp theo nữa là con Catnap nữa này. Đó, chủ yếu là mình sẽ triệu hồi Catnap và Dog Day nha các bạn nha. Đó, à không, chủ yếu là triệu hồi Catnap thôi. Tí nữa mình cũng sẽ tạo ra một con Dog Day Titan cực kỳ mạnh luôn. Đấy, xong trận chiến này mình sẽ triệu hồi ra con Dog Day Titan nha các bạn nha. Các bạn nhìn xem nó đẹp lắm luôn đó các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem trận đấu này, xem nào, bên nào sẽ giành chiến thắng nha. Cái con Titan Catnap của mình có thể hạ gục được tất cả những con quái vật này không, chúng ta cùng cho xem nha. Ok, đông quá, có cả cô giáo Mid the Line này. Đó, các bạn thấy chưa, triệu hồi xong nha các bạn nha. Và bây giờ thì Titan Catnap sẽ phải thể hiện sức mạnh của mình các bạn ơi. Đó, rồi chúng ta cùng nhau xem nào, Titan Catnap có thể thắng được hay không. Nào, nó gầm. Ui, nó gầm, nó gầm, nó gầm, nó gầm, nó một tiếng. Rồi, nó gầm rồi các bạn ơi. Đó, nó gầm một tiếng. Đa số là bọn quái vật đã bị hạ gục các bạn ạ. Ui, ui, nó gầm một tiếng. Có vẻ như không phải là đa số đâu, mà là tất cả quái vật trong Poppy Playtime. Đó, rất nhiều những con Catnap đã bị hạ gục luôn. Phải nói sức mạnh của con này là vô địch rồi các bạn ơi. Đó, không biết trong Poppy Playtime Chapter 3 mà nó xuất hiện cái con Catnap này thì sao. Và bây giờ mình sẽ triệu hồi ra một cái con Catnap màu tím này nữa các bạn ơi, để cho bọn chúng đấu với nhau xem nào, hai con Catnap này con nào sẽ giành được chiến thắng nha các bạn nha. Ui, hai con Titan. Con nó đều gầm lên. Wow, một con màu tím. Ui các bạn ơi, hai Titan đấu với nhau này. Rồi rồi, chuyện gì sẽ xảy ra đây, chuyện gì sẽ xảy ra đây. Rồi, ui, một con cầm thanh gươm các bạn ơi. Rồi, triệu hồi ra tiếp tục cái con Dog Day này nữa. Ui, rồi xong, Dog Day cũng gầm rồi. Không biết Dog Day nó thắng chưa, chưa các bạn ơi. Ba Titan đấu với nhau các bạn nha. Rồi, có vẻ như một con đã bị hạ gục, con Catnap đã bị hạ gục rồi. Wow, tiếp tục cho Dog Day vào con Catnap màu tím này đấu với nhau tiếp xem nào. Con nào sẽ giành chiến thắng đây. Dog Day có hạ gục được Catnap này không, chúng ta cùng nhau xem nha. Và đúng là như thế, con Dog Day này nó hạ gục được cái con Catnap đó rồi các bạn ơi. Wow, ui các bạn ơi, con Dog Day này mạnh quá đúng không nào các bạn ơi. Hay hay hay. Nhân BB xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này của mình. Các bạn có thích video này không? Nếu thích đừng quên để lại cho mình một like và một nút đăng ký kênh, bật cả chuông thông báo nữa nha, để mình có động lực ra nhiều video hay hơn nha. Và bây giờ thì mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đừng quên vào kênh Nhân BB để theo dõi những video rất 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 là hay của mình nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn.